Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, với sự phát triển của khoa học, thời gian gần đây, rất nhiều bác sĩ và các nhà nghiên cứu khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã thống nhất rằng AGE, sản phẩm của quá trình glycate hóa bền vững, đóng vai trò quan trọng trong sự suy giảm chức năng sinh lý của cơ thể và là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều bệnh tật cũng như quá trình lão hóa ở con người. Vậy AGE là gì? AGE viết tắt từ cụm từ tiếng Anh Advanced Glycation End Products, có nghĩa là các sản phẩm glycat hóa bền vững, đôi khi còn gọi là glycosin hóa không enzyme. AGE là sản phẩm cuối cùng của phản ứng tạo liên kết ngang giữa đường và protein hoặc lipid hoặc peptide. Chất này đã được phát hiện có mối liên quan với nhiều bệnh tật và các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận, bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, đột quỵ, viêm khớp, loãng xương, lão hóa da, vết thương khó lành, bệnh lý võng mạc, bệnh nha chu và nhiều bệnh khác. AGE cũng là nguyên nhân gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực của quá trình lão hóa nhanh ở nhiều người. Sở dĩ AGE độc hại vì chúng là chất oxy hóa. Sự oxy hóa làm cạn kiệt các nguồn chất chống oxy hóa, antioxidant tự nhiên của cơ thể. Thông thường, cơ thể phản ứng lại với các AGE giống như cách cơ thể chống lại nhiễm trùng. Sự phòng vệ tự nhiên của cơ thể nhằm loại bỏ các độc tố AGE bằng cách huy động phản ứng viêm ở mức thấp. Theo thời gian, chúng có thể hủy hoại sự phòng vệ của chính cơ thể. Tồi tệ nhất, nếu phản ứng viêm kéo dài có thể gây phá hủy từ từ các cơ quan trong cơ thể. Bởi vậy mà phần lớn các bệnh mãn tính có mối liên hệ với các phản ứng viêm và nồng độ cao các AGE. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, AGE đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể và trí óc. Khi đó, AGE trở thành nguyên nhân chính gây nên rất nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm tới sức khỏe của con người. Người ta phân biệt tức là những nhóm bệnh mãn tính và những cái bệnh cấp tính. Thế thì đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Là những cái bệnh mãn tính ấy, dù nó là bệnh hiểm nghèo hay là không hiểm nghèo nhưng đã là một cái bệnh mãn tính, tức là nó kéo dài. Vì vậy cho nên là cái gánh nặng đối với y tế nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi nói ví dụ như là một cái bệnh nhiễm khuẩn, người ta có thể bị viêm phổi hay là người ta bị một cái bệnh đường tiêu hóa như là bệnh tả, bệnh lị, thì những bệnh đấy cũng có thể rất nguy hiểm, nhưng cái việc điều trị mà khỏi nó chỉ diễn ra rất nhanh. Tức là người ta khỏi hay không khỏi nó chỉ trong vòng độ khoảng 1 tuần lễ hay là 10 ngày hoặc không bao giờ kéo dài. Nhưng những bệnh mãn tính thì là những cái bệnh mà nó trường diễn. Chữ mãn tính có nghĩa là trường diễn, kéo dài. Vì vậy cho nên nó trở thành ra một cái gánh nặng đối với y tế. Gánh nặng y tế là như thế nào? Tốn kém về mặt điều trị, thuốc men, ảnh hưởng tới cái khả năng lao động của mỗi một con người, rồi nó giảm tuổi thọ của người ta. Như vậy, rõ ràng AGE là chất độc cần loại bỏ ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu AGE được sinh ra từ đâu để có thể kiểm soát và loại bỏ nó. AGE được tích lũy trong cơ thể con người từ hai nguồn, nguồn ngoại sinh và nội sinh. Nguồn ngoại sinh từ thức ăn, nước uống nuôi sống trong cơ thể hàng ngày. Ở thực phẩm, chúng được tạo ra thông qua cách chế biến thức ăn ở nhiệt độ cao và thời gian dài. AGE tạo nên mùi vị và hình thức hấp dẫn cho các món ăn. Nó lôi cuốn khiến cơ thể thèm và muốn ăn ngay cả khi bụng đang no. Các sản phẩm nướng, chiên, rán, xào, nước ngọt, thịt xông khói, bánh quy là những thực phẩm giàu AGE. Điều nguy hiểm là tỷ lệ AGE có thể được hấp thụ trong quá trình tiêu hóa lên tới 30%, tức là nếu như có 100 phân tử AGE trong thức ăn, đồ uống mà chúng ta ăn thì sẽ có 30 phân tử được đi vào trong máu và gây hại cho cơ thể. AGE nội sinh là AGE do cơ thể chúng ta tự tạo ra bởi phản ứng glycat hóa, phản ứng xảy ra giữa protein và đường trong cơ thể. Theo thời gian, AGE tích lũy và tăng dần theo tuổi tác, ngày càng nhiều và gây tác hại cho cơ thể. Câu hỏi đặt ra cho các nhà nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe là làm thế nào để định lượng AGE và cách thức để giảm chất độc AGE trong cơ thể? Hiện nay, khoa học đã có nhiều phương thức khác nhau để xác định lượng AGE có trong cơ thể. Đó là các phương pháp xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, sinh thiết da. Tuy nhiên, các phương pháp này đều là những xét nghiệm xâm lấn và có những hạn chế nhất định. Với sự phát hiện về đặc tính phát huỳnh quang của AGE, hiện nay ngành y tế đã có thêm những phương pháp mới để đo AGE dễ dàng và chính xác hơn. Tiên tiến nhất phải kể đến phương pháp đo AGE bằng máy TruH Scanner. Chiếc máy này ra đời đã loại bỏ được hầu hết những nhược điểm của các phương pháp hiện có. Đây có thể xem là một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, cho phép người dùng xác định lượng AGE của họ trong thời gian chưa tới 15 giây.
Chúng ta có thể hiểu được chỉ số AGE thông qua các phương pháp đo, nhưng quan trọng và ý nghĩa hơn là phương thức ngăn ngừa sự tích lũy và giảm AGE trong cơ thể. Việc hạ thấp AGE không chỉ giúp cơ thể con người chống lại sự lão hóa trên da, mà còn giúp ngăn ngừa và giảm sự lão hóa của các mô, các cơ quan bên trong cơ thể con người, phòng chống bệnh tật. Việc kiểm soát AGE là vô cùng cần thiết để ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Giảm lượng AGE trong cơ thể được chứng minh là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa các bệnh mãn tính cũng như sự già hóa của cơ thể. Để giảm được AGE cần phối hợp nhiều cách thức khác nhau. Việc tập thể dục, vận động thể lực thường xuyên là phương pháp đầu tiên hạn chế AGE. Khi tập thể dục, sự vận động cơ thể sẽ làm tiêu hao lượng đường và chất béo dư thừa, giúp chúng ta có một hệ miễn dịch khỏe hơn. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp giảm đáng kể lượng AGE và tác dụng bất lợi của AGE. Bên cạnh đó, nên duy trì chế độ ăn lành mạnh và đủ dinh dưỡng, tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn, dầu đường, nấu quá lâu đã bị caramel hóa. Nên ăn trái cây, rau quả vì sẵn có lượng AGE thấp, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên có thể làm giảm AGE. Giảm ăn chất béo bão hòa, thịt mỡ và thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao. Như vậy, cùng với việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thay đổi lối sống, tăng cường vận động là những yếu tố giúp ngăn ngừa sự hình thành và tích lũy AGE trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể đã có lượng AGE cao và cần phải giảm thì có cách nào can thiệp? Đây cũng là chủ đề nghiên cứu của các nhà khoa học trong thời gian gần đây. Song song với các giải pháp trên, đi từ chế độ ăn uống và lối sống, các nhà nghiên cứu cũng tìm kiếm các chất có thể làm giảm lượng AGE trong cơ thể. AGE là chủ đề của các nghiên cứu hiện nay. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc dùng các hoạt chất có thể làm phá vỡ liên kết của AGE rồi đào thải ra ngoài qua nước tiểu như iridoid, aminoguanidine hay một số chất có tác dụng chống lại sự hình thành AGE như vitamin C, aspirin, mang lại những hiệu quả khả quan. Trong đó, hoạt chất iridoid được chiết xuất từ thảo dược là một nguồn chất tự nhiên hiệu quả và an toàn để làm giảm AGE trong cơ thể. Những cái phương pháp điều trị y học hiện đại thì đặc biệt là trong ung thư ấy, thì thường là bao giờ nó cũng có những cái tác dụng phụ rất lớn. Đấy, tôi nói ví dụ như là kể cả như là trong điều trị ung thư mà ngày nay người ta gọi là điều trị đích đi chăng nữa, thì những cái thứ thuốc đấy nó cũng có rất nhiều những cái tác dụng phụ và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống. Thế vì vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta nên tăng cường sử dụng những cái thực phẩm này, rồi những cái thực phẩm chức năng, những cái loại thảo dược này mà nó sẽ giúp cho cơ thể lấy lại được cái cân bằng. Đấy. Tôi thấy là này rất nhiều những cái loại thực phẩm chức năng ấy, trong đó nó có chứa những cái chất hoạt chất sinh học, mà những cái hoạt chất sinh học này nó cũng có cái tác dụng bổ trợ. Chưa nói tới là khoa học ngày càng chứng minh được là những cái hoạt chất sinh học ấy như là iridoid chẳng hạn, là nó có khả năng giúp cho tế bào, như tôi vừa mới nói, là bảo vệ, chống lại những cái rối loạn về di truyền, chống lại những cái đột biến, rồi tăng cường thải những gốc tự do. Những cây thuốc giàu hoạt chất sinh học iridoid cũng là tâm điểm trong các nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu về tác dụng của giảm AGE của iridoid. Nghiên cứu đã chỉ rõ iridoid có rất nhiều trong quả nhầu, hay còn gọi là noni. Vậy quả nhầu và iridoid được phát hiện ra như thế nào trong việc là hoạt chất sinh học quan trọng ngăn ngừa AGE? Quả nhầu noni được sử dụng trong y học dân tộc của người Polynesian hơn 2.000 năm và có hiệu quả điều trị rộng như kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm, kháng viêm, chống dị ứng, giảm đau, hạ huyết áp và tăng sức đề kháng. Người Polynesian đã kết hợp cây noni với nhiều loại thảo dược khác để làm thuốc. Nhu cầu sử dụng nước ép trái nhầu để thay thế cho thuốc chữa bệnh của người Polynesia là rất lớn. Nước ép trái nhầu có thể điều trị các bệnh như viêm khớp, tiểu đường, tăng huyết áp, đau cơ, giảm đau, rối loạn kinh nguyệt, AIDS, ung thư, viêm loét dạ dày, giảm cân, trầm cảm, giảm trí nhớ, khó tiêu, xơ vữa động mạch, bệnh tĩnh mạch, v.v. Trên cơ sở rà soát lại những tài liệu nghiên cứu đã có, đồng thời kết hợp với những tiến bộ trong nghiên cứu gần đây, các nhà học nghiên cứu vừa đưa ra những phát hiện mới, giúp một lần nữa khẳng định giá trị dinh dưỡng và y học của trái nhầu, đồng thời tổng kết các bằng chứng khoa học chứng minh những khẳng định của người Polynesian về giá trị của trái nhầu. Người ta nói đến noni hay là quả nhầu thì có rất nhiều các hoạt chất. Và những cái hoạt chất mà có tác dụng nhất, hiệu quả nhất thì người ta gọi đó là iridoid. Iridoid nó như là một cái kháng thể của các thực vật để chống lại các tác nhân gây bệnh.
mà nhờ đó thì thực vật mới tồn tại và phát triển được. Cái đặc điểm Iluid là nó có thể chịu đựng, tồn tại được, không bị phân hủy bởi oxy, ánh sáng, pH và nhiệt độ. Chính vì thế người ta có khả năng để nghiên cứu nó. Đặc biệt là các tập đoàn của Mỹ, tập đoàn Morinda, người ta có đủ tiền bạc, có đủ nhân lực, có đủ về khoa học công nghệ để khai thác cái quả nhầu ở vùng Nam Thái Bình Dương để sản xuất ra những cái sản phẩm đấy, để chăm sóc cho khỏe cộng đồng mà người ta gọi đấy chính là thực phẩm chức năng. Được khai thác trên vùng núi lửa của đảo Haiti, những trái nhầu nguyên liệu được xem là tốt nhất thế giới với dưỡng chất gấp 20 lần quả nhầu trồng ở nơi khác. Sản phẩm nước ép từ quả nhầu Haiti trải qua quy trình sản xuất độc quyền đạt tiêu chuẩn GMP, loại bỏ tạp chất, giữ nguyên chất có lợi mà vẫn đảm bảo tính tươi nguyên. Những nghiên cứu của chúng tôi đã dẫn dắt chúng tôi đến với những lợi ích từ noni và các thành phần khác tốt cho cơ thể. Những lợi ích mà sản phẩm mang lại rất phù hợp và quan trọng đối với tất cả mọi người trên thế giới. Cho dù đó là những người già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ, nó tốt cho tất cả mọi người. Vì vậy, mới đây chúng tôi đã phát hiện ra một điều rất quan trọng. Đó là các sản phẩm của chúng tôi có khả năng giúp cơ thể kiểm soát tuổi của nó. Mọi người trên thế giới đều già đi. Khi chúng ta có tuổi, cơ thể chúng ta bắt đầu già đi. Chúng ta biểu hiện sự lão hóa. Chúng ta cảm nhận được tuổi già. Thông qua những nghiên cứu độc lập, chúng tôi phát hiện ra rằng các thành phần của noni và các thành phần quan trọng khác mà chúng tôi phát hiện trong mắc thực sự giúp cơ thể kiểm soát được tuổi của mình. Vì vậy, chúng ta có thể cảm thấy trẻ trung hơn ngay khi chúng ta già đi. Chúng ta có thể không để ý đến hoạt tính sinh học, nhưng thực tế là hoạt tính sinh học đã được sử dụng hữu hiệu trong ngành thực phẩm, chăm sóc sức khỏe con người từ hàng ngàn thập kỷ qua và mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hoạt chất sinh học là hợp chất tự nhiên hoạt động trong cơ thể. Khi được sử dụng ở dạng tự nhiên, hoạt chất sinh học mang lại những lợi ích cho cơ thể mà không mang đến tác dụng phụ có hại, đồng thời giúp bổ khuyết cho lối sống không lành mạnh của chúng ta. Các hoạt chất sinh học được chiết xuất từ những cây cỏ và được chứng minh về tác dụng với sức khỏe. Một trong những hoạt chất sinh học nổi trội nhất trong tự nhiên có tên khoa học là iridoids. Iridoids có rất nhiều trong trái nhầu, đặc biệt là trái nhầu vùng Haiti, mang đến khả năng giúp cơ thể phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng và các nguy cơ khác cho cơ thể. Iridoids đã được nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới suốt 50 năm qua. Qua các nghiên cứu đã được chứng minh, iridoids tuyệt đối an toàn và không có những phản ứng phụ tiêu cực cho cơ thể. Iridoids giúp cơ thể chống lại bệnh tật và sự lão hóa theo 9 cách hiệu quả khác nhau. Thì cái tác dụng đầu tiên là tác dụng chống viêm và giảm đau. Thế thì ở đây người ta đã tìm ra cái cơ sở khoa học của nó chống viêm là gì. Thì chúng ta biết là có hai cái yếu tố gây lên viêm. Một là men COX. Thì men COX 1 là bảo vệ chống khỏi viêm. Và men COX 2 là men gây viêm. Thì cái iridoid nó chỉ ức chế cái COX 2. Đấy, cho nên nó gây ra chống viêm. Cái tác dụng thứ hai là tác dụng đối với tim mạch. Thì đối với tim mạch thì là những cái tác dụng mà có thể nói là nổi trội nhất của iridoid. Cái đầu tiên là nó gây giảm huyết áp. Nó còn có tác dụng là giảm mỡ máu, giảm cholesterol. Tác dụng thứ ba là tác dụng chống oxy hóa. Thì trong những chất chống oxy hóa hoạt chất sinh học thì iridoid là một chất tương đối mạnh. Đấy, không kém gì so với vitamin E, vitamin A, beta carotene và vitamin C. Cái tác dụng thứ tư tức là tác dụng đối với đái tháo đường. Thế thì iridoid nó còn làm cho tăng cái nhạy cảm của các thụ cảm thể đối với insulin. Đấy. Thế cho nên là anh tiếp nhận được insulin, cho nên là làm giảm được đường máu. Và cái tác dụng thứ năm là tác dụng đối với ung thư. Thế thì ta biết là ung thư tức là đột biến tế bào. Thì iridoid nó có hai cái chất iridoid cụ thể, đó là AA và DAA. Đây là hai iridoid mà nó chống đột biến của ADN. Và cái tác dụng thứ sáu là có tác dụng kháng khuẩn. Thế thì iridoid nó như là một kháng sinh. Đấy, nó chống được cả vi khuẩn, virus và ký trùng. Thế và một cái tác dụng thứ sáu nữa là tác dụng nó tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ tám là một cái tác dụng là bảo vệ tế bào thần kinh. Iridoid nó chống oxy hóa. Mà ta biết là não của chúng ta là 66% là mỡ. Mà mỡ cao tức là bị oxy hóa rất mạnh. Cho nên là nó bảo vệ được tế bào thần kinh. Đấy, nó phục hồi lại các tế bào thần kinh đã bị tổn thương và ngăn chặn được chống oxy hóa.
Cái tác dụng thứ 9 là một số các tác dụng khác, ví dụ như iridium nó còn có tác dụng làm lành vết thương, thế rồi nó có tác dụng là làm giảm cân, đấy, rồi có tác dụng nữa là chống trầm cảm, thế rồi một cái tác dụng nữa tức là nó làm cho người ta có một cái khả năng thích ứng với môi trường. Bà Lưu Thị Minh Hằng ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, nguyên là bác sĩ đã nghỉ hưu. Cách đây hơn 4 năm, bà phát hiện bị ung thư tế bào biểu mô cao đại tràng, đã di căn hạch mạc treo. Sau khi phát hiện bệnh, bà đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mổ cắt bỏ một phần đại tràng và hạch mạc treo đại tràng, rồi được điều trị tiếp bằng hóa chất. Sau khi phẫu thuật và điều trị hóa chất được 2 đợt, bà Hằng gặp phải rất nhiều tác dụng phụ như loét miệng, nôn, đau lưng, v.v. Bà Hằng được bạn bè giới thiệu và qua các thông tin khác trên mạng và báo chí, bà đã quyết định sử dụng nước uống Noni. Sau khi sử dụng một thời gian, các triệu chứng khó chịu của bệnh đã thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe được cải thiện. Đến nay, sau 4 năm kiên trì sử dụng nước uống Noni, căn bệnh nan y của bà Hằng đã dần ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Nhận thấy tác dụng bồi bổ sức khỏe, các thành viên trong gia đình bà cũng đã sử dụng thứ nước uống này cho phòng ngừa bệnh tật. Các cái tế bào ung thư thì hiện nay là nó đã ổn định. Kết quả xét nghiệm mới nhất tháng 10, mùng 4 tháng 10 năm 2013 đã trả lời là kết quả là ổn định, không có tế bào ung thư nữa. Tôi rất là phấn khởi. Và các gia đình nhà tôi thì các thành viên đều khỏe mạnh cả. Và việc chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ già trên 91, trên 90 tuổi, rồi các cháu nhỏ mới chưa đầy một năm thì đều là nhẹ nhàng và tốt cả. Sức khỏe và hạnh phúc luôn đi liền với nhau. Và ai đó cũng đã từng nói, có sức khỏe là có tất cả. Cùng với một lối sống lành mạnh, khoa học và năng động, việc sử dụng những sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã được công nhận trên toàn thế giới sẽ giúp cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tất cả người dân châu Á đều rất cởi mở với những tư duy mới, ăn uống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe bản thân. Họ có định hướng sức khỏe, đặc biệt là người dân Việt Nam. Mọi người rất quan tâm đến cơ thể, sức khỏe của bản thân, của con cái, của gia đình họ. Chúng tôi hướng đến thị trường này như là một thị trường hoàn hảo để chia sẻ thông điệp của chúng tôi. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, những bí ẩn của cơ thể, những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người đã và đang được khám phá. Việc tìm ra những ảnh hưởng của AGE đối với sức khỏe và sự lão hóa của con người, cũng như việc xác định lượng AGE trong cơ thể và các hoạt chất sinh học giúp làm giảm AGE có thể xem là bước tiến giúp cải thiện chất lượng sống, phòng ngừa bệnh tật, chống lão hóa và nâng cao tuổi thọ của con người. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.